小心素心伤痕，一场雨离分不敢浮沉，独醒了往事讳莫如深，丧尽喜爱恨，熟悉天真与故人，向往回忆翻滚，却只敢梦里温柔几分，这一吻与你情节沸腾，沙华丽温存扰乱星辰，将你数作人数山河完成，伤与恨未被侵吞，不愿乱世多一个异乡是神话永恒，共赴这征程都繁华几寸，重写人生回眸心疼，余生有你共持生分，不顾身等心生Quân Cửu Linh. Tập 26. Chong chóng đây, qua đây xem đi. Chong chóng đây, đồ chơi móc trang trí. Qua đây xem đi. Lần này Hiền Dương đến tận Cửu Linh đường, ta thấy là quý khác. Giờ huynh mới phát hiện ra à? Hiền Dương đích thân tới đây, thứ nhất có thể nói lên rằng y thuật của Cửu Linh cao siêu, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng coi trọng. Hay là nếu Cửu Linh khiến Hiền Dương vui vẻ, nói không chừng có thể nhờ ngày ấy để ý Thái tử gia giúp. Dù sao cũng hơn cầu xin Lục Dân Kỳ. Cô có thể nghĩ tới, đoán chừng Quân tiểu thư cũng nghĩ tới từ lâu rồi. Quân tiểu thư đúng là may mắn có phúc, lần nào gặp khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ. Muội ấy mới là quý nhân lớn nhất của mình. Đi thôi. Đi làm việc. Nào nào nào, cho ta thơm cái nào. Dương gia, ăn quả nho đi. Đúng đó. Nào nào nào, nào nào, ăn thêm quả nữa đi, thơm. Đối với thập nhị hoàng thúc, chỉ có đóng giả là một dương gia ăn chơi sa đọa mới là an toàn nhất. Nếu không, Sở Nhượng cũng sẽ đối xử với hoàng thúc như phụ hoàng, không tiếc huynh đệ tương tàn. Hư quá đi. Trước đây thập nhị hoàng thúc chăm chỉ học hành, lòng ôm chí lớn, bây giờ chỉ có thể đóng giả một kẻ vô dụng. Đây cũng là tương lai của Cửu Dung sao? Quân đại phu đã khám xong rồi sao? Vâng. Dương phi vẫn khỏe mạnh, Dương gia phúc lớn, ta có mang thêm một ít thuốc bổ, cũng viết sẵn cách dùng cả rồi. Quân đại phu đúng là có lòng. Vậy bản dương đa tạ quân tiểu thư. Đây là việc ta nên làm. Trái lại dân nữ nên đa tạ dương gia mới phải. Đa tạ ta? Tại sao lại đa tạ ta? Đúng vậy. Lùi xuống trước đi. Lùi xuống đi. Dương gia, lùi xuống đi, lùi xuống đi. Nghe lời. Nói đi. Dân nữ to gan đoán rằng Dương gia đích thân đến Cửu Linh đường là vì Thế tử Thành Quốc công nhờ cậy, đúng không? Nói linh tinh. Bản Dương làm việc còn phải nghe người khác chỉ huy sao? Mời cô đến phủ khám bệnh là vì đã nghe danh y thuật của cô từ lâu. Hơn nữa bây giờ hắn đang ở trong đại lao, cũng không nhờ giả được ta chuyện gì. Dù huynh ấy có nhờ ngài hay không, Dương gia đến tìm ta khám bệnh vào lúc này phù hợp dân ý nhưng không hợp thánh ý. Vậy nên Cửu Linh rất biết ơn Dương gia đã thật lòng đối đãi, thành tâm giúp đỡ. Không ngờ kẻ thô lỗ như tiểu tử Chu Toản lại quen được người rất thông minh. Cô có thể hiểu ngay ý của ta. Tốt. Có điều bản Dương giúp cô cũng là việc nên làm. Cô chữa khỏi bệnh cho Hoài Dương, công lao to lớn.
Bạn Dương thật lòng cảm kích cô. Hoài Dương từ nhỏ đã yếu ớt, sau này phải nhờ Quân đại phu ra sức nhiều hơn. Quá ra ngoài Chu Toản vẫn còn thập nhị hoàng thúc quan tâm tỷ đệ ta, đa tạ Dương gia tin tưởng. Có điều e là sau này dân nữ không thể giúp đỡ ngài nữa rồi. Cô nói vậy có ý gì? Ta chuẩn bị rời khỏi kinh thành. Rời khỏi? Trước kia khó khăn như vậy cô còn vượt qua được? Người xưa có câu khổ tận cam lai. Bây giờ ai ai cũng biết danh tiếng thần y của Quân đại phu rồi, sau này nhất định sẽ rất suôn sẻ. Không phải sợ, không nói đến người khác. Cô xem, sau này già trẻ cả nhà Bản Dương còn phải nhờ cậy Quân đại phu ấy. Nếu có ai dám bắt nạt Quân tiểu thư, Bản Dương là người đầu tiên không cho phép. Đa tạ Dương gia an ủi. Chỉ là không phải ta sợ, mà là buộc phải đi. Ta bảo sao hôm nay cô lại tặng ta một hòm thuốc lớn. Thì ra là cô đến từ biệt với Bản Dương. Dương gia yên tâm, Cửu Linh chắc chắn sẽ quay về. Nhưng ta vẫn còn một thỉnh cầu. Nói đi. Cửu Linh cầu xin Dương gia nhất định phải tìm cách bảo vệ tính mạng cho thế tử. Chuyện này à, để ta lo thì không hay lắm. Nếu để Lục Vân Kỳ lo liệu, Dương gia chịu tới Cổ Linh Đường đã đủ gây chú ý rồi. Nếu lúc này còn đi tìm Lục Vân Kỳ, nhất định sẽ khiến bệ hạ nghi ngờ. Cho nên chưa đến lúc bất đắc dĩ thì ngài không được ra mặt. Ta hiểu mục đích thực sự của ngài khi tới tìm ta. Bảo Đường, Tam Băng, Quân tiểu thư, các huynh đi đâu thế? Chúng ta đi cứu nhị ca Võ Đức Ti vậy mà tra tấn huynh ấy. Cái gì? Trượng hình? Đám xuất sinh này lại dám dùng trượng hình với nhị đệ, ta phải giết chúng. Các huynh như vậy có vào được không? Không vào được cũng phải vào, không được thì cũng phải xông vào, cùng lắm thì liều mạng với chúng. Từ từ, Võ Đức Ti canh gác nghiêm ngặt, bây giờ các huynh tới đó không khác gì lấy trứng chọi đá. Huynh ấy đã ở trong đó rồi, ta tuyệt đối không để các huynh gặp chuyện thêm nữa. Vậy phải làm sao? Nhị ca đang bị tra tấn trong đó. Ta đi tìm Lục Vân Kỳ. Vậy cô có chắc không? Đợi tin của ta. Chúng ta đi tìm người của Dân Tiêu Cát đi. Nàng tới rồi. Ngài biết ta sẽ đến đúng không? Nếu đã đến rồi, chi bằng ngồi xuống rồi nói. Hắn là thế tử Thành Quốc Công, ngài không thẩm vấn đã lạm dụng tư hình, e là sẽ khó ăn nói nhỉ. Nàng cảm thấy ta sẽ để ý chuyện này sao? Ta muốn gặp huynh ấy, ta muốn cho huynh ấy dùng thuốc. Nàng thương nhớ nam nhân khác như vậy, ta sẽ không vui đâu. Nhưng nàng đến là tốt rồi. Vậy nên dù mục đích của ta là gì, vui buồn của ta thế nào, chỉ cần ta đến đây, chỉ cần ta nằm trong tầm kiểm soát của ngài là ngài được như ý rồi, đúng không? Vậy ta nói lại lần nữa, Lục Vân Kỳ, ta không phải công chúa Cửu Linh. Thứ ngài cần chỉ là vật thay thế cho công chúa, không liên quan gì đến ta. Nàng sẽ không hiểu đâu. Con trai Hoàng Thành đã chết, ngài tưởng bệ hạ sẽ thật sự lấy mạng thế tử sao? Nếu thế tử chết, Thành Quốc Công sẽ làm ra hành động khác thường thế nào? Bệ hạ sẽ nghĩ cách ngài thế nào? Ngài từng nghĩ đến chưa? Vậy nên giữ mạng thế tử hoàn toàn không phải là theo mong muốn của Hoàng Đại Nhân, mà là ý của Hoàng Thượng. Nếu ngay cả những chuyện này ngài cũng không quan tâm, vậy ta rời khỏi kinh thành, ngài làm gì với ta cũng sẽ tiện hơn. Nàng rời khỏi kinh thành sao? Đúng, đây chính là điều kiện ta muốn bàn với ngài. Ngài giữ tính mạng của thế tử, ta rời khỏi kinh thành. Đi ngay lập tức. Đưa nàng ấy đến đại lao. Vâng, thưa đại nhân.
Cửu Linh Đường lại phải bổ sung cao rồi. Sát trùng tiêu độc, hành khí lợi thủy là dược liệu tốt cao cấp. Mau đi đi. Nghĩ gì thế? Ta đang nghĩ y quán bị Lục Dân Kỳ làm loạn như vậy, thật sự không kinh doanh được nữa. Chưa nói đến cả thiên hạ, kinh thành đông người như vậy, hắn còn có thể cấm tất cả mọi người đến đây sao? Cũng phải. Vậy nhanh vậy à? Cửu Linh đâu? Tiểu thư đến Võ Đức Ti rồi, không cho ta đi theo. Là Hiền Dương sai người đưa cô ấy đi à? Tiểu thư ra khỏi phủ Hiền Dương rồi tự đi. Tự đi. Lẽ nào cô ấy không nói với Hiền Dương chuyện muốn đi thăm Thế Tử Gia? Ta không biết. Tiểu thư chỉ bảo ta đợi ở trước cửa phủ Hiền Dương. Lúc này mà mùi ấy đi tìm Lục Dân Kỳ, có phải điên rồi không? Đúng rồi, tiểu thư còn bảo ta về thu dọn hành lý. Hình như sắp đi xa. Chu Toản, đại la của Võ Đức Ti là nơi ai vào cũng được sao? Đưa người đi đi. Ta không gặp. Lục Dân Kỳ bảo ta tới chữa bệnh cho huynh. Sao hả? Con sợ bọn ta vượt ngục à? Đi thôi. Vì sao không cứu Dạng Khinh? Dạng Khinh chưa chết, cô ấy đã bình an ra khỏi thành rồi. Cố chịu đựng. Đại nhân, thuộc hạ không hiểu, thực sự để cho quấy đi ư? Khắp thiên hạ này có nơi nào không có người của Võ Đức Ti ta chứ? Chỉ cần quấy còn sống thì không thoát khỏi lòng bàn tay của ta đâu. Quân tiểu thư rời khỏi kinh thành thì đại nhân sẽ càng dễ dàng khống chế cô ấy. Ta biết huynh thế này là vì ta. Huynh sợ ta cứu hoàng tử Thanh đã bị người trong thiên hạ chửi rủa, nhưng huynh không nên làm thế. Huynh không nên lỗ mãng như vậy, không nên mạo hiểm như vậy. Huynh có từng nghĩ đến Thành Quốc Công, có từng nghĩ đến dân chúng phương Bắc không? Lỡ như bị liên lụy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Vừa rồi ta quát cô là vì ta không muốn cô bị liên lụy. Hoàng Thành nhất định sẽ trả thù người bên cạnh ta. Ta đi tìm Lục Dân Kỳ rồi. Chữa cho huynh xong ta sẽ rời khỏi kinh thành.
đã giao dịch với Lục Vân Kỳ. Trong tay ta đâu có thứ gì để giao dịch với hắn. Cô rời khỏi kinh thành, hắn giữ mạng cho ta. Cố chịu chút. Không được. Mối quan hệ của Lục Vân Kỳ ở các nơi cực kỳ phức tạp. Cho dù cô chạy đến đâu cũng không thoát được hắn. Hơn nữa bây giờ ta không thể thoát thân. Cho dù cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, ta cũng không thể cứu cô được. Cô không thể tin hắn. Không được, đừng nói nữa. Chu Toản, nghe ta nói huynh nhất định phải giữ được tính mạng ở trong này. Không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ cần huynh còn sống ở trong này, chúng ta ra ngoài sẽ có một tia hy vọng sống. Bất kể là vì ta hay là vì Thành Quốc Công. Quân đại phu đã bôi thuốc xong, cô nên đi rồi. Điện Hàm Nguyên. Hoàng huynh, thời tiết bên ngoài đẹp biết bao. Huynh thật sự nên đến Ngự Hoa Viên đi dạo đấy. Ta đâu có rảnh rỗi như đệ. Hoàng huynh nói vậy là sai rồi. Thần đệ biết ngày nào hoàng huynh cũng bận việc nước, nhưng chính vì như vậy nên càng phải tranh thủ thời gian để bản thân được thư giãn. Như vậy mới càng có tinh thần phê tấu chương chứ. Đệ có chuyện gì? Khi không chẳng ai tìm đến cửa, chắc hẳn đệ lại sắp tiêu hết tiền rồi hả? Đúng là hoàng huynh hiểu đệ. Thần đệ vẫn luôn không đủ tiền tiêu mà. Nhưng mà lần này đệ đến cũng không hoàn toàn là vì chuyện tiền bạc. Vậy thì có chuyện gì? Trước giờ dù đệ muốn đòi vật gì cũng rất thoải mái. Chuyện gì mà khiến đệ ấp áp úng như vậy? Chuyện này quả thực thần đệ hơi khó mở lời. Nói đi, cho dù là chuyện gì trẫm cũng không so đo với đệ đâu. Vậy đệ nói nhé. Xin hoàng huynh tha mạng cho Chu Toản. Thật không ngờ đệ lại là người đầu tiên xin tha cho hắn. Chẳng phải hắn còn từng đánh đệ à? Đệ xin tha cho hắn chẳng phải là lấy ân báo oán à? Hai người bọn đệ không đánh không quen nhau. Hoàng huynh không biết đấy thôi. Mấy chuyện ăn chơi hưởng lạc, cái nào tiểu tử này cũng rành. Thần đệ phục hắn lắm. Nên nghĩ nếu có người như vậy ở bên, cả ngày chơi bời cùng thần đệ thì chẳng phải tuyệt lắm sao? Hoàng huynh, huynh cứ để hắn ở trong đại lao chịu khổ đi. Tạm thời giữ lại cái mạng nhỏ của hắn, để mỗi ngày hắn chơi cùng thần đệ. Thần đệ đảm bảo sau này hắn tuyệt đối sẽ không đến làm phiền hoàng huynh nữa. Thế nào? Đệ đừng lo đến chuyện này nữa. Đệ không biết cái lợi và hại trong chuyện này đâu. Hoàng huynh, đệ còn về tiền bạc sẽ bảo Viên Bảo gửi cho đệ một ít sao? Được rồi, trẫm còn đang bận. Thần đệ cáo lui.
Muội muốn trốn tránh gì à? Đại tiểu thư, Quân tiểu thư không phải người như vậy. Chắc chắn là vì có việc mới phải về Trạch Châu. Hơn nữa, thời gian rời khỏi nhà cũng khá dài, cũng nên về thăm nom rồi. Chắc chắn thiếu gia và lão phu nhân sẽ rất vui. Vậy còn mở cửa cổ linh đường không? Ở đây không thể không có cô được. Dù sao cũng không ai hỏi han, bán thuốc mà thôi, thiếu ai mà chẳng được. Đúng vậy, ta không mở cửa linh đường, sau này cứ tiếp tục bán thuốc là được. Nhưng tiểu thư mà đi, kinh thành chỉ còn một mình Cẩm Tú tiểu thư, ta sợ cô ấy lo không xuể. Ta làm được. Để Trần Thất về Trạch Châu cùng các muội đi, trên đường cũng tiện có người trông nom. Không sao, có nô tì về cùng tiểu thư là được rồi. Thôi để ta đi cùng vậy. Hai cô nương đi đường một mình, bọn ta cũng không yên tâm. Vậy muội định bao giờ trở lại? Tạm thời ta chưa định trở lại. Vậy nên vẫn là muội sợ, phải không? Không phải ta sợ, chỉ là danh y được lòng dân, nhưng rất nhiều người đã chết trong tay quan lại quyền quý. Văn Chí bị Kỳ Mẫn Dương nấu đến chết, Biện Thước chết vì bị Tần Thái Y hãm hại, Qua Đà lại càng thêm tay bay dạ gió. Nay Cửu Linh Đường đã có thanh danh, nếu ta tiếp tục ở lại kinh thành, e là Lục Dân Kỳ sẽ không chịu bỏ qua. Hệ đấu với kẻ điên, sớm muộn cũng biến thành kẻ điên. Ở ngay trong tầm mắt của hắn thế này, cũng không biết còn xảy ra bao nhiêu chuyện nữa. Vậy nên sau này Cửu Linh Đường sẽ không khám bệnh, tiếp tục bán thuốc. Như vậy các đại phu trong và ngoài kinh thành đến để lấy thuốc, dù Lục Dân Kỳ muốn gây phiền phức cũng khó. Xem như lý lùi làm tiếng vậy. Nếu đã như vậy thì ta về trước, để chuẩn bị chuyện trở về. Ta đi giúp đỡ. Làm phiền Liễu chuẩn quầy rồi, vất vả rồi. Nô tì đi thu dọn hành lý đây tiểu thư. Đi đi. Muội đã tính đến ngày này từ lâu rồi phải không? Nói là bảo bọn ta đến kinh thành làm trưởng quầy quản thu chi, thật ra là giao Cửu Linh Đường cho bọn ta. Sau khi muội đi, muội làm việc luôn suy nghĩ nhiều hơn người khác. Bây giờ tỷ vẫn còn thời gian cân nhắc có tiếp tục làm quản lý thu chi ở Cửu Linh Đường hay không đấy. Muội đã nghĩ cả rồi, ta còn nghĩ gì nữa chứ? Sau này ở kinh thành, chuyện gì cũng phải thật cẩn thận. Cẩm Tú, sau này dù có bất cứ chuyện gì ở kinh thành, tỷ cũng đừng cố gắng gượng. Có bất cứ phiền phức gì, cứ đi tìm Hiền Dương. Hiền Dương đáng để tin tưởng. Ta cũng đã nói với Thừa Vũ, bảo đệ ấy căn dặn Đức Thịnh Sương giúp đỡ theo dõi đôi chút. Tỷ hãy nhớ, trên đời này, ngoài con người ra, thì không gì là không thể buông bỏ. Ta biết, làm thu chi nhận tiền mà thôi, ta tội gì liều cả tính mạng của mình chứ, phải không? Nói ra thì ta cũng rất muốn xem thử bộ dáng tức sôi máu của mẹ chồng tương lai muội sau khi biết chuyện hôn ước đấy. Khi nào bọn muội xuất phát? Lập tức xuất phát. Chu Toản sao rồi? Đúng là bị đánh không nhẹ, nhưng không nguy hiểm tính mạng. Lục Dân Kỳ và Chu Toản đã ầm ĩ đánh nhau mấy lần, thừa cơ báo thù riêng cũng là điều có thể. Đi nói với hắn, đừng có đánh chết đấy. Dân vốn muốn xem thử rốt cuộc ai sẽ cầu xin cho Chu Toản này, nhưng kết quả thì sao? Có thể thấy chuyện liên quan đến hoàng thành, ai cũng thấy khó giải quyết. Trên triều bàn tán rất nhiều, nhưng không ai dám lên tiếng. E là đều muốn tự bảo vệ mình. Triều thần đều như vậy. Người nói xem, trẫm nên thấy vui mừng hay cảm thấy lo lắng đây? Sao vậy? Ngươi cũng như vậy ư? Bệ hạ tự có quyết định,
Lão nô không dám nói bừa. Ta đi tìm Lục Vân Kỳ rồi, chữa cho huynh xong ta sẽ rời khỏi kinh thành. Cô đã giao dịch với Lục Vân Kỳ, trong tay ta đâu có thứ gì để giao dịch với hắn. Chu Toản, nghe ta nói, huynh nhất định phải giữ được tính mạng ở trong này, không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ cần huynh còn sống ở trong này, chúng ta ra ngoài sẽ có một tia hy vọng sống. Pháp chúc hàng, quan hóa môn. Nói ra cũng kỳ lạ, cả ngày trời rồi, người của Võ Đức Ti vẫn chưa từng xuất hiện. Đến giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc hẳn là có người ngăn chặn giúp chúng ta. Nhưng người bình thường chắc không thể cản được người của Võ Đức Ti. Lẽ nào là Hiền Dương? Liệu có phải là người của Thế Tử Gia không? Nếu thực sự là Thế Tử Gia thì chắc là huynh ấy đã sắp xếp người bảo vệ tiểu thư từ trước. Huynh ấy đúng là việc lớn việc nhỏ đều lo liệu, tình nghĩa sâu nặng với tiểu thư. Lục Vân Kỳ đã nhận thư của ta, chắc hẳn hắn sẽ tuân thủ giao kèo, thuyết phục hoàng thành theo cách trong thư, giữ tính mạng của Chu Toản. Chúng ta mau ăn đi, ăn xong thì tiếp tục lên đường. Võ Đức Ti lại là người của Chu Toản. Phải, Lý Tâm Băng và Trương Bảo Đường đã ra tay ngăn chúng thuộc hạ lại, chắc chắn là do hắn sắp xếp. Đại nhân, có cần cử thêm người không? Tạm thời không phải vội, để nàng ấy đi từ biệt đi. Sau này nàng ấy sẽ không thể gặp được nữa. Dân, ngươi bảo trẫm thả Chu Toản ngư? Thưa bệ hạ, sau khi thẩm tra, đúng là do ngựa hoảng sợ xông vào mới khiến con trai thần mất mạng. Đây là chuyện ngoài ý muốn. Thế tử cũng là vì chặn con ngựa hoảng sợ kia nên mới chạy đến. Không được, vậy cũng phải để hắn chịu thêm khổ cực trong đại lao mới được. Bệ hạ, không được đâu. Lão phu mất con là chuyện nhỏ trong nhà, thành quốc công trấn thủ biên thùy, trách nhiệm lớn lao, không thể bị ảnh hưởng vì chuyện nhà của thần. Bây giờ trong ngoài triều đình đã bàn tán sôi nổi về chuyện này rồi, vẫn nên mau chóng xử lý thỏa đáng thì hơn. Như vậy thì thiệt cho ngươi rồi. Tạ ơn hoàng thượng thương xót, việc nước quan trọng, vẫn mong hoàng thượng đồng ý. Thế này đi, cho hắn đến Ti Mục Giám nuôi ngựa, kiểm điểm cho tốt, người thấy thế nào? Bệ hạ thánh minh. Phương phủ, tổ mẫu, mẫu thân. Trần Thất sai người về báo tin trước, bảo là mấy hôm nữa Cửu Linh sẽ đến địa phận Trạch Châu. Tin tốt, Cửu Linh sắp về rồi. Vậy chúng ta phải bàn bạc xem nên thu xếp cho con bé thế nào. Thu dọn diện trước đây tỷ ấy ở lại một lượt là được, hay là đổi diện khác gần con hơn? Bên nào cũng là Phương gia, ngẩng đầu không gặp cúi đầu cũng gặp, có gì khác biệt đâu. Con bé này về cũng không biết có thể ở lại bao lâu. Cửu Linh có biết tấm lòng của con không?
tất nhiên con sẽ nói rõ với Cửu Linh. Mong tổ mẫu, mẫu thân đừng quá quan tâm. Lỡ như tỷ ấy không có ý này thì ở đây sẽ lúng túng lắm. Đúng rồi, con đang định bẩm báo với tổ mẫu. Con đã xử lý hết sổ sách tháng này của Đức Thịnh Sương rồi. Ngày mai con sẽ lên đường đến quán trọ ngoài thành đợi tỷ ấy. Có phải hơi sớm quá không? Không phải vừa nãy con nói còn mấy ngày nữa mới đến sao? Đoán chừng là còn mấy ngày, nhưng kế hoạch không theo kịp biến hóa. Lỡ tỷ ấy đi nhanh hơn, đến trước thì sao? Đi đi, đi đón con bé về. Vâng, tổ mẫu. Thế tử gia, ngài hãy nhận lỗi đi. Lần này đúng là ngài đã làm càn, làm quá đáng rồi. Viên công công, ta biết lỗi rồi. Sau này dù gặp phải ngựa quản sợ hay lừa quản sợ, ta cũng không lo chuyện bao đồng nữa. Vậy là đúng rồi. Sau này có gì từ từ nói. Họ đâu có cho ta nói, đã đánh ta rồi. Yên tâm đi Viên công công, sau này ta sẽ nghe theo chỉ bảo của bệ hạ. Thật ra lần này bệ hạ cho ngài đến Ti Mục Giám kiểm điểm đã là khai ân rồi. Vậy ư? Vậy thì đa tạ bệ hạ khai ân. Vậy Viên công công, bây giờ ta đến Ti Mục Giám được chưa? Được. Đánh cũng đau lắm đấy, Lục đại nhân. Không sao, ta tha thứ cho ngài. Tương lai còn dài. Không ngờ hắn xuống giường được rồi. Thuốc của quân đại phu ghê gớm thật. Thiếu gia, có mệt không? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Không sao, ta không mệt. Phía trước có quán trọ rồi, chúng ta vào quán trọ nghỉ ngơi một lát đi. Cao quản sự, trước đây ta nói muốn đến quán trọ đợi Cửu Linh là dỗ dành tổ mẫu, để tổ mẫu yên tâm thôi. Ta muốn đón Cửu Linh dọc đường luôn. Đón dọc đường ư? Phải. Cao quản sự, ông cứ yên tâm đi. Nay cơ thể ta đã khỏe lại rồi, có thể cưỡi ngựa, biết bắn tên. Vừa hay đón ở dọc đường để Cửu Linh xem cũng được. Thiếu gia đã quyết định thì chúng ta đi đón thôi. Đi. Sư phụ, Cửu Linh đến thăm người đây. Con đã mang cho người món bánh trước đây người thích ăn nhất. Một năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra với Cửu Linh. Cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy. Cũng gặp phải rất nhiều gian khổ, nhưng mà những điều này đều không thể làm con gục ngã. Người yên tâm, con nhất định sẽ đòi lại công bằng từ chỗ Sở Nhượng. Bí mật Trạch Châu mà người ủy thác cho con lại liên quan đến Phương gia. Trước mắt phải thu thập thêm nhiều tội chứng của Sở Nhượng. Mong sư phụ trên trời phù hộ cho con. Sư phụ yên tâm, khi nào Cửu Linh báo được thù lớn, nhất định sẽ lại đến thăm người. Mộ cha hiền, quân ứng dân.
Thiếu gia, thiếu gia. Thiếu gia. Liễu Nhi, thiếu gia. Cửu Linh đâu? Tiểu thư một mình đi bái tế quân lão gia rồi. Hẳn là bây giờ cũng sắp đến địa phận Trạch Châu. Vậy hẳn là vậy rồi. Thiếu gia, sao người lại đi xa như vậy để đón bọn ta thế? Đợi ở cổng thành không phải được rồi sao? Ta thấy thiếu gia muốn gặp quân tiểu thư sớm hơn đấy. Tính ra đã hơn một năm không gặp rồi. Thiếu gia cầm gì trên tay vậy? Đây là mận ta hái gian đường. Mọi người đi đường cũng vất vả rồi, hái để mọi người giải khát. Vậy tiểu thư không ở đây, chỉ có thể để bọn ta hưởng một mình thôi. Ngươi cầm lấy đi. Mọi người hẹn Cửu Linh gặp nhau tại đâu vậy? Tại dịch trạm ngoài thành 10 dặm. Vốn dĩ bọn ta cũng bảo là đợi quái ở dịch trạm, sau đó đột ngột quyết định chạy đến đây luôn. Đúng vậy, ta vốn định gặp Cửu Linh sớm hơn một chút, nhưng không ngờ trời xui đất khiến lại kéo dài thời gian. Không sao, thật ra cũng không tính là kéo dài. Chúng ta thúc ngựa đi nhanh, có lẽ vẫn có thể đến đó trước tiểu thư. Đúng, bây giờ chúng ta đi luôn đi. Được, đi thôi, xuất phát. Mẫu thân, người ăn một ít đi. Người đã không ăn uống mấy ngày rồi. Nếu bây giờ ta ăn, lại nghĩ đến chuyện mấy người ấy xu nịnh nữ nhân kia, ta lại muốn nôn ra. Mẫu thân, Yến Yến. Ca. Ca, vì hôn sự của huynh và quân Trăng Trăng, mẫu thân giận đến đổ bệnh luôn rồi. Mẫu thân, mẫu thân có chuyện muốn hỏi con. Không phải hỏi nữa, vừa nãy ở bên ngoài ta đã hỏi rồi. Hôn ước này là giả. Đây cũng là ý của nhị thúc nó. Khi ấy tình huống nguy cấp, làm như vậy là thích hợp nhất. Là giả thật ư? Vâng. Nếu đã là giả, vậy bao giờ sẽ tuyên bố với bên ngoài? Cụ thể khi nào vẫn cần con và quân tiểu thư bàn bạc xong mới quyết định. Còn phải bàn bạc với cô ta ư? Để thoát khỏi nguy hiểm, cô ta lại lấy hôn ước này ra, ý đồ được nhà chúng ta che chở. Con đã giúp cô ta rồi, còn phải bàn bạc với cô ta nữa ư? Mẫu thân, bây giờ cô ấy có danh tiếng lẫy lừng, con lại vừa đổ trạng nguyên, dù không gặp nguy hiểm thì chuyện hôn ước khi xưa chắc chắn cũng bị người ta lôi ra bàn luận, kiểu gì cũng kéo con vào. Vậy nên dứt khoát biến thành chủ động, chặn miệng người trong thiên hạ, mới có thể có được danh tiếng tốt. Hơn nữa, nếu chuyện hôn ước khi xưa bị kẻ có ý đồ lợi dụng, nhất định sẽ gán cho con tiếng xấu làm kẻ thất tín bội nghĩa. Thế thì đường làm quan của con sẽ gặp phiền phức rồi. Cũng phải. Không đúng. Ca, đừng nói Quynh thích quân Trăng Trăng đấy chứ. Ca, Quynh thông minh như vậy, giỏi giang như thế, sao lại sợ người khác lấy hôn sự của Quynh ra dễ chuyện được? Ca, Quynh nói đi. Ca, phải. Ta thích cô ấy. Ca, đứa con trai ta coi như châu báu, đứa con trai làm rạng danh gia tộc của ta, lại thích con tiện nhân ấy. Mẫu thân, người hiểu lầm cô ấy rồi. Thật ra cô ấy, con im miệng. Mẫu thân.梦中的轮廓在你面庞雕琢，眼波里时光交错，难掩的因果，字字容我斟酌，命途托付这殊难洒脱。明日何其多，愿将一世交托，空看繁星与山河。许久的承诺，人海两岸相隔，叹一句奈何。
和余生点我。辽阔天是你，风是我，终将被路过，风中追不舍，雨天焦灼。若回忆可以说，生生与下落，相见难相逢，泪婆娑。将一世交托，共看繁星与山河。持久的承诺，人海两岸相隔，叹一句奈何，余生颠簸。辽阔天是你，风是我，宿命是路过，风中追不舍，雨天焦灼。生生如雨漂泊，相逢不相识，泪。